Hello anh em nhé, đây là Vinh đang đứng ở vườn nhà đó. Thì vườn nhà Vinh có 3 hecta rưỡi. Đây mọi người thấy điều này, chắc mọi người cũng quen những cái video mà cách đây 1 năm của Vinh, thì Vinh ngồi ở đây để quay phim này. Vào đây năm nay chủ yếu là cải tạo cái vườn, mai mốt thì Vinh sẽ cưa một lửa cái vườn điều này đi, rồi trồng cái điều mới xuống cho nó hết quả đã. Chút nữa thì sẽ quay những cái quả điều nó rụng đây để anh em biết mình vào đây làm gì nhé. Với cả có mấy trăm cây bưởi thì quay đổi camera cho mọi người nhìn vườn bưởi của mình này. Đấy, đây là cái vườn bưởi của Vinh. Thì vài ngày nữa thôi, Vinh vào đây là để làm cái hệ thống tưới tự động cho cái vườn này. Tại vì hiện tại không ở đây thì chỉ có ông ngoại của con Vinh, tức là bố vợ Vinh ấy. Có mỗi hai ông bà ở đây chăm sóc thôi. Mà đi bây giờ hiện tại thì tưới bằng cái dây này, kéo dây nó mệt lắm mọi người. Lúc mà đang tưới cái dây nó có nước ở trong nó lặng, mà lôi tới từng gốc này tưới, mà mỗi một gốc này là bây giờ tưới cả 2 khối nước. Đó, bưởi bưởi da xanh nhá mọi người nhá. Anh em nào mà muốn ăn bưởi da xanh thì liên hệ với Vinh, Vinh gửi tận nhà luôn. Đó, năm nay là bắt đầu sang năm thứ 3 cho nên là phải làm cái hệ thống tưới cho nó đàng hoàng, để mà ông ngoại chỉ cần rổ máy lên thôi, xong trên này đi vặn những cái khóa để muốn nước nó chảy hướng nào thì mình khóa lại cho nó chảy theo hướng đấy, và làm cái vườn điều đấy. Đây trái điều này mọi người thấy chưa, trái điều này ngoài Bắc thì gọi là đào lộn hột. À, này. Bởi vì cái hột nó nằm ở ngoài cái trái, ngoài cái quả. Giờ đang bắt đầu rụng. Giờ thì có điều này đang có giá là 41.000 một cân. Cân trái tươi này này. Đó, nó rụng này. Và chờ nó chín rộ rộ lên thì cứ vẻ móc cái xào lên cây này rung, rung cho trái nó rơi xuống, rồi thuê người lượm. Nó ít này thì nhà lượm, chứ nó nhiều thì phải thuê công. Mỗi công 200.000 một công ấy, một ngày đi lượm này. Đấy mọi người có thể nhìn thấy đây nhá, đây này, nó đang ra trái lon này. Cái này thì khoảng tháng nữa là lại cho thu hoạch. Đó, trên cây này. Năm nay cái vườn điều này nó già quá rồi, nó không còn năng suất nữa. Cho nên dự tính là sẽ cưa một lửa ở trên kia để trồng cái điều giống mới mà điều ghép cao sản đấy, nó cho năng suất cao trồng xuống. Đây trong nhà Vinh này, đi từ đây vào nhà để anh em xem cái nhà. Đây là cái chòi ở cái nhà đấy, làm bằng gỗ hết. Đây gà vịt, ông ngoại nuôi nhiều gà nhiều vịt lắm, đi nhiều thì camera nó rung. Đây bưởi này, bưởi dưới kia trồng chỗ nhiều nắng thì gốc nó to, nó có tán, còn trên này trồng không có nắng thì nó cứ vươn cao lên.
và vào đây 3 ngày rồi, hôm nay mới rảnh rỗi để đi quay cái video này. Cũng ngứa tay lên đàn với anh em lắm mà chưa lấy được cái đàn về. Đây gà vịt này. Đấy mọi người thấy chưa? Đây là cái bụi chuối hột. Kia là cái con chó Vĩnh nuôi từ lúc bà xã có bầu. Đặt tên nó là Mèo. Mèo mèo. Mèo. Này đây. Đấy. Khôn lắm đấy. Đây, quả chuối hột. Buồng này nó có hai lại nữa rồi mà nó mình lấy hai lại để phơi khô ngâm rượu. Kho. Đây kia mới vào phân mới chở để mai bỏ bưởi. Mày đi lượm nữa? Không, chôm chôm. À, trồng nhiều thứ lắm. Cây này là măng cụt này, trồng để ăn thôi. Đây. Đây gà nha. Anh em nào mà lên đây chơi là bắn gà ăn luôn. Gà này mà chỉ có ăn bắp thôi, bưởi đấy, lúc nào cũng có bưởi để ăn. Cái bưởi da xanh này thì có thể cho trái để bán quanh năm được. Đây mọi người thấy này, trái to xong nó lại ra bông, ra trái bé này, thấy chưa? Đó này, bông trái bé này, cứ vậy thôi, mình chăm sóc nhiều rồi. Có mít này, mít Thái nhá. Đấy, còn thiếu gì nữa đâu, đúng không? Nước thì có giếng khoan, hai cái bể nước ở đằng sau. Điện thì năng lượng mặt trời, nhưng mà tiết kiệm cho nên tối mới mở tivi để xem này. Đấy nha, rồi từ từ Quỳnh sẽ tiếp tục quay những cái video để chia sẻ với anh em về cái công việc, cuộc sống của Vĩnh. Bye bye và hẹn gặp lại anh em nha.